Thưa quý vị, từng có một thời hoàng kim với các lứa cầu thủ tài năng đưa bóng đá tỉnh nhà góp mặt tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, những năm qua, do hạn chế từ nguồn lực đầu tư, bóng đá Huế đã chững lại, thậm chí tụt hậu so với các địa phương khác. Dù theo các chuyên gia bóng đá, các nhân tố trẻ tiềm năng mà bóng đá cổ đô có được là không hề thiếu. Một tín hiệu vui đối với người hâm mộ bóng đá cổ đô trong thời gian gần đây là lứa cầu thủ U15 đã và đang khẳng định mình trên sân chơi bóng đá quốc gia. Điều đáng trân trọng là ngoài việc đào tạo bài bản về chuyên môn, lứa cầu thủ này còn không ngừng trau dồi về đạo đức, kỹ năng sống và hứa hẹn sẽ đem lại thành công cho bóng đá Huế trong tương lai không xa. Những ngày cuối năm 2022, không khí buổi tập luyện của thầy và trò U15 Huế trở nên sôi nổi, vui tươi hơn khi đội bóng vừa khép lại năm cũ bằng thành tích đầy tự hào, huy chương đồng giải bóng đá vô địch U15 quốc gia. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn do sự thiếu hụt nguồn lực đầu tư, huấn luyện viên Lê Chí Nguyên vẫn biết cách để liều cơm gắp mắm. Làm sao đảm bảo chất lượng cho cả cầu thủ trẻ của mình trong từng buổi tập cho đến những chuyến du đấu xa nhà để tích lũy kinh nghiệm thi đấu? Thành quả cho sự nỗ lực của thầy và trò U15 Huế đó là một lứa sao mai đầy tiềm năng với những cái tên như Đình Thường, Gia Đạt, Quang Huy, Tuấn Khải, Đăng Khoa đang dần được gọt giũa để sẵn sàng tỏa sáng. Trong những năm vừa qua thì có sự khó khăn nữa là cái không phải là của một đội bóng mà của toàn tập thể, đó là cái di chuyển xe, đấy là cái sự khó khăn nhất. Mà tất cả là toàn các tuyến trẻ ở Huế mà luôn luôn mong muốn có một chiếc xe để mà di chuyển đi ra các tỉnh ngoài, đi xa đi thi đấu. Đấy thì trong cái giải trong năm qua thì tất cả toàn hệ thống của tuyến trẻ thì cũng đã trong năm qua cũng đã cố gắng, cũng đã thi đấu rất tốt, giống như là U15 huy chương đồng, còn U17 được vào đến tận bán kết của giải vòng chung kết U17 quốc gia. Công tác đào tạo bóng đá trẻ không đơn thuần chỉ tập trung vào chuyên môn, đó là tập luyện và thi đấu để giành thành tích. Đối với U15 Huế, có một giấc mơ Huế khác được ban huấn luyện đội bóng ấp ủ, đó là làm sao để các em có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, để các em tự hào được cống hiến vì màu cờ sắc áo. Chính vì vậy, sau mỗi buổi tập cuối tháng, ban huấn luyện khuyến khích các em dành tiền tiết kiệm để quyên góp trao quà Tết vào cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh dịp cuối năm. Những chuyến đi thực tế đầy ý nghĩa đến với các mảnh đời bất hạnh chính là bài học bổ ích giúp truyền cảm hứng, giáo dục và xây dựng nhân cách sống đến với các chồi non của bóng đá Huế trong tương lai. Năm 2022 có những chuyến đi bổ ích giúp cho chúng em được mở rộng tầm mắt, quan tâm những người nghèo có những hoàn cảnh không bằng chúng ta và đem được tình yêu thương lan tỏa đến mọi người. Mục tiêu 2023 của em là tham gia vòng chung kết và có tấm huy chương và được tham gia các được tuyển của Việt Nam. Đặc biệt là hàng năm là các em sẽ trở về quê hương để trực tiếp đến thăm hỏi và tặng quà cho quý bà con, đặc biệt là những hoàn cảnh mà đặc biệt khó khăn và những em học sinh mà mồ côi cả cha cả mẹ, để các em đồng cảm được qua đó để rèn luyện tâm hồn, đạo đức. Mà vừa có năng khiếu mà chúng ta vừa rèn luyện đạo đức để phát triển toàn diện. Đó là một cái chương trình hàng năm mà muốn gửi đến cho các em. Ngoài vấn đề về chuyên môn thì vấn đề về sinh hoạt ở ngoài thì ban huấn luyện cũng như chúng tôi luôn luôn dạy dỗ các cháu là thứ nhất là cái luôn luôn phải biết yêu thương, tình yêu thương và phải biết chia sẻ với xã hội. Luôn luôn là hướng đến là giấc mơ Huế và luôn luôn là lãnh đạo cũng đã có những cái động viên, nhắc nhở, rồi hướng dẫn cho các con các cháu và luôn luôn mình luôn luôn cố gắng làm sao để có một học viên tốt, một vận động viên tốt, không giỏi về chuyên môn mà còn giỏi về tình yêu lan tỏa trên quê hương mình. Với những thành tích đáng ghi nhận trong năm 2022, cùng sự quan tâm và tạo điều kiện từ ban huấn luyện đội bóng, thầy và trò U15 Huế tiếp tục đặt mục tiêu đạt thành tích tốt nhất ở sân chơi mới mang tên U17 quốc gia vào đầu năm mới 2023.